Trung tâm xét nghiệm ADN Hàn Quốc. Có chuyện gì à? Sao chân lại thế này? Tôi bị bong gân trong lúc tập thể dục. Xương không sao chứ? Vâng, bác sĩ bảo chỉ bị chấn thương phần cơ thôi. Anh tập thể dục ở đâu vậy? Trưởng phòng cô, đừng vận động quá sức. Cậu phải bảo vệ tôi mà lại bị thương thì tôi biết làm thế nào đây? Tôi xin lỗi. Thư ký Ly, bảo nhà bếp tối nay nấu canh gân bò đi. Đến phòng khám đông y Trơn Ha, bảo bác sĩ Park cắt thuốc nữa. Vâng, thưa chủ tịch. Trưởng phòng cô, xuống gian nhà phụ uống trà củ sen tốt cho xương và gân cốt đi. Vâng. Nào nào, mẹ đã bảo đi làm mà không ăn sáng thì sẽ xót ruột lắm. Mỗi đứa uống một cốc đi. Con cảm ơn mẹ. Sao thế? Không hợp à? Mẹ cho cà rốt vào ạ? Ừ, mẹ cho táo, cà rốt và chuối. Lần sau mẹ đừng cho cà rốt vào nước ép của con. Ừ, mẹ sẽ để ý. Giờ đang ở thời kỳ nhạy cảm với mùi vị nhỉ? Xê dâng. Mẹ anh là quản gia à? Hay là thư ký riêng của em? Giọng điệu em kiểu gì thế? Giọng điệu em làm sao? Mẹ, mẹ thấy phật ý ạ? Không, không đâu. Con đang có bầu mà vẫn phải đi làm từ sáng sớm nên đương nhiên là vất vả rồi. Mẹ hiểu mà. Đi thôi Han Biên. Càng ngày càng quá đáng. Tưởng cưới về để phụng dưỡng mẹ chồng dễ dàng lắm đấy à? Không biết ai đang phụng dưỡng ai nữa. Cứ sinh ra răng ra đi. Tôi sẽ cho cô biết đi làm dâu khổ sở thế nào. Tôi sẽ hỏi thẳng đúng 3 câu thôi. Lý do anh đưa kết quả xét nghiệm ADN cho cô Trương Hê-su là gì? Sự thật mà giám đốc điều hành Sơ Du Kiêng biết là gì? Chủ tịch có biết việc trưởng phòng cô đã làm không? Xin lỗi giám đốc. Tôi không thể nói được. Tôi là người thừa kế nối nghiệp chủ tịch Ma Hiên Đức và dẫn dắt tập đoàn Trơn Ha đấy. Đừng có xem thường lời nói của tôi. Có thể lời nói của tôi không có uy bằng lời nói của chủ tịch, nhưng hãy coi như bằng một nửa đi. In Ha này, tôi không có gì để nói với cậu. Tôi xin lỗi. Thà giám đốc giết tôi đi còn hơn. Thích thật đấy. Được thử nghiệm thiết bị y tế miễn phí. Đúng là dịch vụ thích hợp nhất trong hệ thống phúc lợi của tập đoàn Trơn Ha. Giải tỏa hết mệt mỏi trong quá trình làm việc bằng máy massage. Thích thế thì mua một chiếc đi. Đây là phòng phục vụ khách chắc. Chính vì nghĩ là phòng phục vụ khách nên cháu mới định đến thường xuyên. Có được không ạ? Được thôi, sử dụng hết các thiết bị rồi nhắm một chiếc đi. Cô sẽ giảm giá cho nhân viên. Thì ra là vậy. À vậy thì tiếp theo là massage lưng nhé. Lee Kiêng Won, xong rồi thì chuyển đi. Vừa gây chuyện gì à? Gây chuyện gì cơ? Đúng là gây chuyện rồi. Ôi, điên mất thôi. Điên thật rồi, em điên rồi. Cuối cùng em đã gây chuyện. Em đi trước đây.
Này này, Lý Kiên Uân. Tỉnh rượu rồi à? Hôm qua em không phạm lỗi gì đấy chứ? Lỗi gì? Em có nói nhảm nhí gì không? Có phải chuyện trưởng phòng cô đưa phiếu kết quả xét nghiệm cho Trương Hê-su không? Chị tin chuyện đó à? Ừ, đương nhiên là tin rồi. Chị đừng tin. Tại dạo này em xem phim nhiều quá nên nói linh tinh ấy mà. Với lại, không biết em có nói chuyện gì khác không? Còn chuyện gì nữa à? Bí mật đấy. Lý Kiên Uân, chị đã bảo em mà giấu chị chuyện gì thì sẽ chết với chị đúng không? Em đã bảo không giấu gì rồi mà. Với lại chuyện về trưởng phòng cô là nói dối đấy. Em phải vào làm việc rồi. Thôi nhá. Nói dối gì chứ? Lý Kiên Uân, chị còn lạ gì em nữa? Còn chuyện khác nữa ư? Lạ thật. Có chuyện gì à? Sao trông vẻ mặt em thất vọng thế? Em nghe nói trưởng phòng cô đến. Kết quả xét nghiệm, khách hàng Sơ Du Kiêng và khách hàng Trương Hê-su có quan hệ huyết thống. Là thật đúng không? Em tin được chứ? Đừng sao giám đốc điều hành lại tin vào sự thật khác. Sao bái lại cho rằng Sê Dân là con gái ruột mà không phải là em? Hay là đúng như Sê Dân nói, bái biết em là con gái ruột nhưng giả vờ không biết? Để anh tìm hiểu cho, xem giám đốc Sơ có tâm tư gì. Nếu đúng là mẹ thì làm sao có thể cướp đứa con gái mà con gái mình yêu thương hơn cả mạng sống để cho con gái giả mạo nuôi chứ? Nếu đúng là mẹ thì làm sao có thể cho con gái ruột vào tù thay cho con gái giả mạo chứ? Chắc là có sự tình gì đó khó nói. Cũng có thể đúng như giám đốc, bái vẫn cho rằng Sê Dân là con gái ruột. Em nói thì không tin. Em có nói em là con gái ruột thì bái cũng không muốn nghe. Có thể là do bái quá kiên định về những điều bái tin là sự thật. Để một thời gian thì bái sẽ biết đâu là thật, đâu là giả thôi. Giám đốc biết hay không biết chuyện em là con ruột thì cũng đã muộn rồi. Với em, ngay từ đầu đã không có sự tồn tại của người mẹ. Vì trên đời này không có người mẹ nào như thế. Kết quả xét nghiệm khách hàng Sơ Du Kiêng và khách hàng Trương Hê-su có quan hệ huyết thống. Đây là cái gì? Cháu đã đích thân lấy mẫu xét nghiệm, không phải ngụy tạo đâu. Thì sao? Đưa tờ giấy vớ vẩn này cho bà làm gì? Nghĩ thế nào thì cháu cũng thấy có vẻ có liên quan đến bà. Sê Dân dù có tinh danh đến mấy thì hồi đó cũng mới 12 tuổi. Nếu không có người nào đó giúp thì không thể gây ra trò táo bạo như thế này được. Sao người nào đó cứ phải là bà? Vì bà là người duy nhất có thể điều khiển cuộc sống của giám đốc Sơ. Bà có thể tráo đổi cả con gái ruột. Còn nữa, cháu đã biết chuyện này có liên quan đến cả trưởng phòng cô rồi. Sơn Chê nói thế à? Cháu có đe dọa thế nào, anh ấy cũng nhất quyết không chịu mở miệng. Còn bảo thà cháu giết anh ấy còn hơn. Bà cháu có một trưởng phòng thư ký thật xuất sắc. Cháu rất tò mò về chuyện này. Giám đốc Sơ có biết không? Bái có biết Hê-su là con gái ruột, còn Sê Dân là con gái giả mạo không? Không được rồi. Cháu đành đi hỏi trực tiếp giám đốc Sơ thôi. Có thôi đi không hả? Du Kiêng biết rồi. Chuyện Hê-su là con gái ruột. Du Kiêng ruồng bỏ Hê-su để kết hôn với Du Bơm Sắc và cho Cha Căng Du hóa thân thành Du Sê Dân thay cho con gái đã chết của Du Bơm Sắc. Vì không được để Du Bơm Sắc biết con gái ruột là Miso. À không, Trương Hê-su còn sống.
Chuyện đó thì liên quan gì đến bà? Từ bây giờ, cháu cũng nên biết sự thật. Có thế thì cháu mới có thể nối nghiệp bà, tiếp quản tập đoàn Trơn Ha. Bà đã giúp Du Kiêng. Du Kiêng đã nhờ bà cháu đổi hai đứa. Rốt cuộc là vì sao? Cháu có đủ tự tin để cáng đáng chuyện này không? Nếu bắt buộc phải cáng đáng thì cháu phải cáng đáng chứ. Bà cho cháu biết sự thật đi.